Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Vào những dịp cuối năm như thế này thì nói chung ai cũng có một cái tâm trạng là mua sắm cho mình những cái món đồ mới, như là quần áo mới, giày dép mới, rồi cũng có chút gì đó thay đổi. Nếu mà anh chị ở hải ngoại thì chắc mình sẽ bước qua mùa đông, rồi mình sẽ chuyển đổi phong cách theo mùa. Còn ở Việt Nam thì gần Tết thì ai cũng đi mua sắm. Rồi hôm nay, tối hôm nay em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo quanh khu vực được công nhận là cái con phố thời trang của Sài Gòn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực chung cư Xóm Cải. Và hình ảnh của chung cư Xóm Cải ngày nay anh chị chắc có lẽ cũng khó hình dung ra ha. Và bên kia là chung cư nè, bên đây là đường Nguyễn Trãi đi thẳng hướng này. Và mình sẽ đi về quận Nhất, đi ngang qua phố thời trang, nơi bán rất là nhiều quần áo, rồi giày dép, bóp da, dây nịt, các loại, đủ loại hết ha, từ rẻ tiền cho tới mắc tiền, trong nhà cho tới ở ngoài đường. Và hướng ngược lại thì nói chung con đường Nguyễn Trãi là con đường một chiều từ chợ lớn đổ về, nên thành ra hướng ngược lại mình sẽ không có đi được. Và đây thì bên cạnh những cái phố mua bán thời trang thì cũng có những cái khách sạn như thế này, mà ngày nay thì nói chung buồn lắm, những khách sạn, những club hầu như là nó vừa bắn tông bắn teo luôn, không thể tin nổi. Và không biết tình hình dịch bệnh ở các anh chị và các bạn như thế nào ha, ở các khu vực anh chị và bạn đang sống ra sao. Nghe nói thì những cái trang mạng bây giờ đăng rất là nhiều thông tin, không biết có phải như vậy không. Ở các nước châu Âu thì em thấy đang trong quá trình phong tỏa, không biết tình hình dịch bệnh nó như thế nào nữa. Nói chung ở Việt Nam thì mình cũng đỡ, tại vì khi mà rục rịch cái là ai cũng phải sợ, ai cũng phải tuân thủ theo lệnh của Bộ Y tế, của nhà nước để cùng nhau chống dịch, để vượt qua cái giai đoạn dịch bệnh. Chứ thôi là ở Việt Nam mà dịch là đói. Khoảng chừng hơn 15 ngày rồi thì chưa thấy có ca nào lây nhiễm ngoài cộng đồng sau cái đợt dịch bùng phát lần thứ ba này. Nên hôm nay chúng ta thấy đường phố thì nói chung cũng đông. Bây giờ thì còn bây giờ là hơn 8 giờ tối à. Ở khu vực chợ lớn Đồng Khánh thì vắng, chứ con đường phố thời trang này thì rất là đông. Chúng ta vừa đi qua cái khu vực bệnh viện Nguyễn Tri Phương đó, bên cánh trái nè, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, rồi tới bệnh viện 7A, rồi bên cánh phải là khu vực đường Nguyễn Hoàng Trần Phú ngày nay, nơi có rất là nhiều nhà tang lễ. Và ở đây là bệnh viện Triều Châu ngày xưa, và cũng là bệnh viện An Bình ngày nay. Ở khu vực này hôm bữa cũng là nơi cuối cùng của nghệ sĩ Chí Tài, một người được rất là nhiều khán giả yêu mến. Nói chung sự mất mát, cái sự mất mát lớn của nghệ thuật Việt Nam nói chung, và của Việt Nam nói riêng, và của thế giới nói chung. Nói chung em cũng rất là thích những cái vở hài của Chí Tài, Hoài Linh, những người gắn liền với tên tuổi hài Việt Nam. Mình qua cái giao lộ này là mình sẽ đến con đường Nguyễn Trãi, khu vực phố thời trang nè. Phố thời trang thì chỉ nói dài từ đường đoạn từ đường
Quang Cừ cũng như trường Bác Ái ngày xưa cho đến khu vực này thôi, ngay chỗ Trần Tuấn Khải, Nguyễn Duy Dương, bên cánh trái. Bên cánh trái mình sẽ đi về chợ An Đông nè. Đó, các chị thấy không? Xe cộ tấp nập ghê. Ngợp người ở phố thời trang này, mặc dù có rất là nhiều shop. Sau những cái lần bùng phát dịch bệnh thì có những shop ngày nay thì không còn bán nữa, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những shop mới mở ra và một cơ hội mới nữa cho một cái người chủ mới ở cái mặt bằng cũ này. Nên thành ra mình thấy cũng sum tụ cũng rất là vui ha. Vui vì người ta bán được, vui vì bà con đi mua sắm. Ở đây shop Su Su rất là lớn, ngày xưa là có shop sóng nhạc. Nhưng mà ngày nay thì shop Su Su rất là dài, rất là lớn. Cả chục căn nhà ở đây luôn. Ngày nay rất là nhiều giá nè, quần sọt 100.000. Xả hết 49.000 luôn. Tất nhiên là những cái bản hiệu chỉ là những bản hiệu câu view thôi. Thì có những món đồ thì cũng có giá như vậy, nhưng mà không phải là đồ nào cũng giá như vậy ha. Cảnh sát giao thông chắc có lẽ đang truy đuổi một người nào đó bị vi phạm. Đó, nhạc sập sình khắp nơi ở trên con đường thời trang này. Quần áo trong shop ngoài đường ở đâu cũng có rất là nhiều luôn. Việt Nam nghèo nên thành ra đồ mua sắm Tết thì nói chung cũng có cái rẻ để phù hợp với những người dân lao động. Bên cạnh đó thì cũng có những cái đắt tiền để phù hợp với những người có tiền. Bên kia là shop Emilio, shop mới mở sau này rất là lớn. Những mặt bằng ở đây thì nói chung rất là có giá, ít nhất cũng phải 2-3.000 đô một mặt bằng. Tại vì con đường này là con đường đắt giá. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi nè. Những ngôi nhà ở đây thì có giá 1 triệu đô là bình thường ha. 1 triệu, 2 triệu. Khi mà anh chị nghe những cái giá tiền, giá nhà ở Sài Gòn thì nói chung ai cũng hết hồn. Rồi, tại vì ngày xưa thì không có giá cao như vậy. Đó, ngày xưa ở khu vực này là cái shop sống nhạc, và ngày nay là shop thỏ tay thuê lại nè. Đây, sống nhạc chỉ còn khoảng 2-3 căn này thôi. Cũng rất là nhiều người đi mua sắm, đa phần là các bạn trẻ đó. Những cái bộ đầm, bộ váy thì có giá khoảng 150.000 thôi, khoảng 100.000, 50.000, 55.000, đủ loại đủ giá hết. Kìa, anh tham gia giao thông lúc nãy bị bắt rồi, không biết tội gì nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đó, đây là chuyên gia bán giày nè, giày dép rất là nhiều. Giày ngay góc Quỳnh Mẫn Đạt với lại Nguyễn Trãi, một đôi giày có 90.000 đó, giày thể thao, rồi giày đá 180.000, nói chung là 90, 180, 220, rẻ vô cùng. Trong khi những đôi giày hiệu y chang thiết kế thì có 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu.
quá trời luôn nè. À, đồ son. Đồ giảm giá về đây ngay shop PT 2000. Chiều nè, bánh bánh bò nướng chiều. Đây quần quần thun, áo thun. Bên đây bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, bán rất nhiều đầm váy cho các bạn trẻ. Bên đây là bánh, hãng bánh ABC, hãng bánh rất là nổi tiếng ở Sài Gòn này. Ngày xưa là Đức Phát, và sau này là tách ra thành thương hiệu ABC rồi Đức Phát ha. Ở khu vực này là khu vực nói chung rất là sầm uất. Thì ở đây bán rất là nhiều đồ, áo khoác nè, áo khoác rồi quần jean, rồi áo áo ngắn tay, áo dài tay, áo thun dài tay các loại. Ồ, quá trời. Con đường ngập quần áo luôn á. Ở đây quần jean chỉ có 230.000 thôi, quẹo lửa bà con ơi. Trong khi những cái quần jean trong trong shop thì khoảng 500, 900, 1 triệu, 2 triệu. Thì nói chung tiền nào được của nấy thôi. Mình không thể nào so sánh được. Nên đây là giao lộ Lê Hồng Phong với lại Nguyễn Trãi. Ở con đường này nó sự ồn ào náo nhiệt cũng giống như ở phố Tây, nhưng mà ở phố Tây thì một cái thể loại khác, ở đây thì ồn ào một cái thể loại khác. Đó, những cái shop The Blue này nè. Đó, The Blue này là một cái quần jean cũng là khoảng triệu, khi mà giảm giá thì chắc cũng phải 500, 300, 700. Tại em cũng hay mua quần đó, tại vì mua một cái thì mặc cũng cả năm mới mới hư lận, nên là ra cũng đáng đồng tiền, giặt không có bị bay màu. Đây có rất là nhiều shop mới. Lúc trước thì mình đi thì chúng ta thấy có rất là nhiều nhà cho thuê, rồi mặt bằng cho thuê, rồi nói chung rất nhiều. Ngày nay thì em chỉ thấy kính kính cả con đường, không có nhiều nhà trống như những tháng trước nữa. Bán có nhiều quần sọt nè, áo khoác nè, áo ngắn nè, 100.000 ba cái. Rất là nhiều luôn. Tiếng nhạc tập tình tập tình. Áo thun body 65.000, quần lót 25.000, 35.000, 25.000. Nói chung con đường này rất là dài, mình chạy xe thì có những cái nó lướt qua, nếu mà đi bộ thì chắc có lẽ rất là mất thời gian của anh chị và các bạn. Nên thành ra hôm nay mình đi lướt qua rồi, biết đâu trong những hình ảnh này Nị lại thấy khoái khoái gì đó, có coi rồi cũng khoái khoái gì đó, bắt đầu đi mua rồi lúc đó em đi theo rồi quay gửi anh chị và bạn sau nha, mình xem chi tiết sau. Những cái móc, những cái kẹp tóc, giày dép. Ngay khu vực này là khu vực hẻm 51. Quần sọt 50.000,
hẻm 51 Nguyễn Trãi. Bên đây là ngày xưa là nhà hàng Thanh Trà. Rồi chúng ta đi một đoạn nữa. Hẻm 51 bên cánh phải nè. Và khi mà anh chị mua quần áo xong thì bây giờ tới nón bảo hiểm ha. Khu vực này rất là nhiều nón bảo hiểm. Đây là hẻm 51 nè. Đi thẳng hẻm này là mình sẽ đi vô trường Thánh Linh đó. Khánh Linh, ở trường Thánh Linh ngày xưa và ngày nay là Ba Đình. Và khu vực này là con đường Nguyễn Biểu với lại Nguyễn Trãi, bên cánh trái là trường Bắc Ái và ngày nay là trường Đại học Sài Gòn. Và những ngày này thì lệnh cách ly ở các trường học cũng như các học sinh thì cũng đã thông qua hết rồi, tại vì hết thời hạn 14 ngày. Nói chung thời điểm này có rất nhiều anh chị và các bạn muốn về Việt Nam nhưng mà ngại cái việc cách ly đó. Có áo, có quần, có nón bảo hiểm và giờ tới khăn choàng nè, hoặc là nón len nè, rất là nhiều luôn. Quá trời. Đó, mình đi con đường này là đầy đủ những cái quần áo thời trang cao cấp, hạ cấp, bình dân, rất đầy đủ luôn. Còn bên kia là quần lót nam cao cấp. Đó, rồi xe này che rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đến đây thì cái phố thời trang cũng hết rồi. Thì còn một đoạn nữa khu vực kia, nhưng mà khu vực kia thì không phải là phố thời trang như ở Nguyễn Trãi này. Nhưng mà ở đó là bán rất là nhiều đồ hiệu. Nó không có bán lề đường như ở đây. Đó là con đường Võ Tánh ngày xưa đó. Và ngày nay cũng là Nguyễn Trãi luôn. Trong mùa này có rất nhiều anh chị ngại cái vấn đề cách ly rồi mình không có về được. Nên thành ra mình xem video clip để cảm thấy Sài Gòn nó gần hơn với anh chị và các bạn. Em cũng có một cái người quen bây giờ đang ở New York và anh ấy cũng là chủ một cái hãng, một cái nhà phân phối máy tính cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà ngày nay thì bị ở bên Mỹ luôn rồi, không có về được, tại vì khi mà máy bay bay qua Việt Nam thì sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc, mà Hàn Quốc thì không cho quá cảnh. Nói chung về Việt Nam thì không cho xuống luôn, nên thành ra đâu có chuyến bay nào đâu. Giờ phải bay qua Campuchia, Việt Nam qua Campuchia, rồi Campuchia bị cách ly 14 ngày, xong từ Campuchia về Việt Nam cách ly 14 ngày nữa. Nhưng mà bây giờ Hàn Quốc không cho quá cảnh thì lấy gì mà bay tiếp, nên là cũng rất là khó. Và tới đây là giao lộ Nguyễn Cư Trinh, bên cánh phải là đường Nguyễn Cư Trinh, đi về rạp Hưng Đạo đó. Nói chung bây giờ còn khoảng một tháng mấy nữa thôi là Tết Nguyên Đán nữa rồi. Thời gian trôi qua lẹ thấm thoát thì thế giới cũng đã gồng mình chống dịch cũng cả năm nay rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái kết thúc. Hiện tại thì có một số nước thì có vaccine, nhưng mà không biết kết quả như thế nào đây. Mình đi tới đây cũng có mấy shop nữa,
Và thôi chắc cái video này nó cũng hơi khá dài rồi. Một số hình ảnh ở shop thời trang rồi ở phố thời trang Nguyễn Trãi gửi cô chú anh chị và các bạn một nơi tầm quốc. Và bây giờ cũng hồi phục trở lại rồi sau rất nhiều biến cố, rồi hy vọng là cái mùa dịch này nó sẽ sớm trôi qua để người dân cũng như anh chị và các bạn có dịp trở về quê hương và có dịp đi đây đi đó. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ và theo dõi kênh Quy Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể anh chị lúc nào cũng không vui, lúc nào cũng khỏe và có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc. Rất vui được gặp anh chị trong mỗi ngày vào khung giờ 17 giờ 7 giờ sáng giờ Việt Nam và 19 giờ tối giờ Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.